vì sao Tô Chủ tịch thay cho Tổng Trọng cũng chỉ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ giành chiến thắng trong việc đưa Thượng tướng Lương Tam Quang ngồi vào ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là một thắng lợi có hết sức ý nghĩa quan trọng để củng cố quyền lực cho ông Tô Lâm. Điều đó cho thấy Tô Lâm có thể tiếp tục cái gọi là chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để loại trừ tất cả những ai dám cản đường ông tiến đến chiếc ghế Tổng Bí thư mà ông Trọng chắc chắn sẽ phải rời bỏ trong thời gian tới đây. Ông Trọng và phe cánh của ông nắm số phiếu biểu quyết cho Bộ Chính trị lên tới 14/16, trừ một phiếu của ông Tô Lâm và một phiếu có thể là của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vậy tại sao Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn giành được chiến thắng ngoạn mục để trở thành nhân vật nắm quyền lực gần như hàng đầu để dẫn dắt cũng như chi phối đảng và chính quyền? Trước Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13, phe ông Trọng đã cố tạo ra luồng dư luận khẳng định rằng cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không có đủ phẩm chất và đạo đức để làm người đứng đầu đảng. Theo giới phân tích, bỏ qua yếu tố sức khỏe của Tổng Trọng cũng như chủ trương của Bắc Kinh thay ngựa giữa dòng, có một số lý do nội tại khiến ông Tô Lâm bất ngờ chiến thắng, cụ thể là: thứ nhất, sau 13 năm cầm quyền trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã quá lạm quyền để duy trì quyền lực vĩnh viễn trong đảng. Thậm chí có ý kiến cho rằng ông Trọng có tham vọng ngồi ghế Tổng Bí thư cho đến hết đời, với lý do sợ có ngày kiến sẽ ăn cá. Thứ hai, Tổng Trọng đã lạm dụng công cuộc đốt lò để thanh trừng cá nhân thuộc phe cánh đối thủ chính trị với ông ta, mà trường hợp cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng là một điển hình về sự bất công nếu như so sánh với các sai phạm của ông Lê Thanh Hải hay Trần Tuấn Anh. Điều đó đã tạo nên một sức ép tâm lý rất lớn đối với các lãnh đạo đảng từ trung ương tới địa phương, nhất là lãnh đạo cấp cao. Những ai có dấu hiệu coi thường hay muốn giành chức Tổng Bí thư của ông Trọng ngay lập tức sẽ bị trả giá và mất chức, thậm chí phải đi tù. Các ông Đinh Thế Huynh trước đây hay Nguyễn Xuân Phúc mới đây là những ví dụ rất cụ thể. Nhưng ngược lại, chính sách o ép của Tổng Trọng đã không lường hết được việc đa số lãnh đạo cấp cao ngoài mặt tỏ ra trung thành và ủng hộ ông Tổng, nhưng thực chất là sự giả tạo. Thứ ba là ông Tô Lâm, phe cánh, nắm chắc được nhược điểm chết người này nên đã âm thầm vận động chính trị hậu trường để mà tạo phản. Đặc biệt, biện pháp này đã được áp dụng cho thế lực từ Bộ Quốc phòng của Bộ trưởng Phan Văn Giang. Việc ai ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có ý nghĩa rất lớn trong việc ổn định chính trị nội bộ của Đảng. Quân đội Việt Nam chủ trương không tham dự vào các xung đột phe phái. Đó là lý do vì sao trước phiên họp Quốc hội ngày 6 tháng 6, người ta vẫn tin chắc rằng tướng lĩnh Bộ Quốc phòng vẫn sát cánh với Tổng Trọng. Nhưng như đã nói, đó chỉ là những ảo giác không có thật, mà kết quả vào phút thứ 89, đa số các lãnh đạo cấp cao của Đảng, trừ phe Nghệ Tĩnh, đã quyết định quay xe, bỏ lại Tổng Trọng cô độc trong tình trạng sức khỏe rất xấu. Theo giới quan sát, việc đa số lãnh đạo Đảng ủng hộ Chủ tịch nước Tô Lâm không có nghĩa là vì ông Tô Lâm tốt hơn ông Tổng, mà vì họ đã quá chán ngán chủ trương vô pháp, vô thiên, tùy tiện và bất chấp tất cả của ông Trọng. Nhưng thực tế đã cho thấy ông Tô Lâm cũng chẳng hay hơi kém gì cả. Cứ nhìn vào việc ông ta bất chấp tất cả các quy định của điều lệ đảng để đưa Lương Tam Quang ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là điều được đánh giá là chưa từng có trong gần 80 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là lý do vì sao có những ý kiến đã cho rằng sự an toàn của Tô Lâm trên chiếc ghế quyền lực hiện nay cũng chỉ là tạm thời. Tương lai chính trị của Tô Lâm khó có thể tránh khỏi vết xe đổ của Tổng Trọng như đã thấy. Nếu như ông ta không đặt sự điều hành của Đảng và Nhà nước lên trên nền tảng pháp trị bằng hiến pháp, luật pháp như các quốc gia khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tô Chủ tịch thay Tổng Trọng cũng chỉ là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Chính sách đối nội và đối ngoại của Tô Đại tướng sẽ ra sao sau khi nắm trọn quyền lực?
Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vào ngày 22 tháng 5 năm 2024, Quốc hội Việt Nam với số phiếu đồng thuận rất cao đã thống nhất bầu Đại tướng Công an Tô Lâm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 cho thời gian còn lại. Tuy nhiên, sau khi tân Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nhậm chức thì có rất ít các quốc gia gửi điện chúc mừng. Sau một ngày, chỉ có vài quốc gia độc đảng như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào, v.v. là gửi. Theo giới quan sát, trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12 cho đến nay, ông Tô Lâm đã có một số hành động tài tiếng. Điển hình là vụ vào tháng 7 năm 2017, ông đã tổ chức trực tiếp chỉ đạo mật vụ Việt Nam bắt cóc công dân Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức. Điều đó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Đức, với Liên minh châu Âu và các quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, ngay sau khi Thượng tướng Lương Tam Quang được Quốc hội Việt Nam thống nhất giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an vào ngày 6 tháng 6 năm 2024, thì ngày 7 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông báo cho biết nhân dịp Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam, lãnh đạo các nước Mỹ, Hà Lan, Đức, Bulgaria và Serbia đã gửi thư điện chúc mừng. Đáng chú ý, trong điện chúc mừng của Tổng thống Hoa Kỳ Biden, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong thư mừng, Tổng thống Mỹ Biden chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm và tái khẳng định cam kết Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, tự cường, thịnh vượng. Đồng thời, Tổng thống Biden đã bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ còn phát triển hơn nữa trong những năm tới và mong muốn được hợp tác với Chủ tịch nước Tô Lâm để biến tương lai đó trở thành hiện thực và để xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và an toàn cho tất cả. Theo giới quan sát, việc Hoa Kỳ chính thức gửi điện mừng khi biết chắc chắn rằng Tô Lâm sẽ nắm quyền lực cao nhất nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là một việc làm thận trọng và cần thiết. Theo đó, trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an, cho tới nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được phía Mỹ đánh giá là một trong những lãnh đạo Việt Nam được Hoa Kỳ tin tưởng trong sự hợp tác về vấn đề an ninh, tình báo giữa hai nước. Những điều vừa kể trên có trái ngược với những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm là một nhân vật có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc hay không. Thậm chí nhiều ý kiến khẳng định sau khi nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng, ông Tô Lâm sẽ dập khuôn theo mô hình của nhà nước Trung Quốc. Đó là tăng cường hệ thống kiểm soát chặt chẽ và hạn chế quyền tự do đối với dân chúng. Đồng thời, ông Tô Lâm sẽ nhất thể hóa hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng bí thư như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc hiện nay. Theo giới phân tích, với lý do Đảng Cộng sản Việt Nam là một bản sao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do vậy gần như tuyệt đối các lãnh đạo Việt Nam phải có mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh là điều dễ hiểu. Nếu không, họ sẽ bị Trung Nam Hải tìm cách loại trừ ngay lập tức. Vẫn theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tiết lộ một chi tiết đáng chú ý như sau. Có ý kiến cho rằng các lãnh đạo bên đảng sẽ thân Trung Quốc, còn lãnh đạo bên chính phủ sẽ thân với Mỹ hơn. Điều này cũng giống như một xu hướng trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016. Khi đó, nhiều ý kiến đánh giá cựu Thủ tướng ông Nguyễn Tấn Dũng có xu hướng phóng khoáng phương Tây và ngược lại ông Ba Dũng không ngần ngại khi tuyên bố khi nói về quan hệ với Trung Quốc rằng không đánh đổi chủ quyền quốc gia, lấy tình hữu nghị viển vông. Ông Tô Lâm là một nhân vật được đánh giá là có mối quan hệ gần gũi với cựu Thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng và ông Tô Lâm có 6 năm trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an trong chính phủ của ông Ba Dũng. Theo giới phân tích về chính sách đối nội trong thời gian sắp tới, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục thể hiện rõ mục tiêu ổn định chính trị của Việt Nam là vấn đề hàng đầu, điều mà chỉ có thể đạt được bằng việc hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc. Nhưng trong vấn đề đối ngoại, theo giáo sư Thayen, đánh giá rằng sự bất ổn ở bộ máy lãnh đạo cấp cao hiện nay khó có thể ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Việt Nam trong việc cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin chính sách đối nội và đối ngoại của Tô Lâm sẽ ra sao khi nắm chọn quyền lực. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.